Tô Đại khống chế nhân sự chủ chốt qua vụ án Ngọc Trinh như thế nào? Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt người mẫu Ngọc Trinh 1 năm tù treo về tội gây rối trật tự công cộng. Trên mạng xã hội đưa ra rất nhiều nhận xét và bình luận về những hình ảnh mà lực lượng công an áp giải Ngọc Trinh đến tòa với quy mô được cho là hùng hậu quá mức. Điều đó càng thấy rõ hơn khi kết thúc phiên tòa, lực lượng cảnh sát đã đứng dọc từ sảnh tòa ra đến xe cảnh sát. Lúc Ngọc Trinh lên xe trở về trại tạm giam để hoàn tất các thủ tục trả tự do theo quyết định của tòa án, công an thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt giữ đối với người mẫu Ngọc Trinh. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao người mẫu Ngọc Trinh lại được bảo vệ đặc biệt vòng trong vòng ngoài đến như vậy? Có hay không việc cơ quan công an đối phó với kế hoạch muốn khử người mẫu nổi tiếng này? Bắt đầu từ chi tiết bị cáo Ngọc Trinh được áp giải đến tòa, cư dân mạng dồn sự chú ý vào nữ đại úy cảnh sát áp giải Ngọc Trinh. Nhiều ý kiến đánh giá nữ đại úy này có nhan sắc không hề kém người mẫu, nữ hoàng, nội y Ngọc Trinh. Song ít người biết rằng một trong những nguyên tắc đối với các phiên tòa được công luận quan tâm thì việc bố trí các nhân vật tương xứng bằng vai phải lứa là điều rất quan trọng. Ví dụ ở Trung Quốc, vụ Bạc Hy Lai, một đại án điểm chống tham nhũng kiêm thanh trừng đầu tiên của họ Tập. Được biết, ông Bạc Hy Lai có chiều cao khoảng 1m8, vì vậy công an Trung Quốc đã mất rất nhiều công sức để tuyển chọn hai viên cảnh sát cỡ hộ pháp với chiều cao hơn 2m để kẹp sát Bạch Hy Lai khi dẫn giải ra tòa. Điều này nhằm thể hiện sự uy vũ của pháp luật cũng như giảm thiểu tâm thế oai phong của Bạch Hy Lai. Việc công an thành phố Hồ Chí Minh bố trí một nữ đại úy xinh đẹp ngang ngửa Ngọc Trinh để áp giải cô ra tòa cũng có ý nghĩa tương tự. Việc kể trên có liên quan gì đến những đồn đoán trên mạng xã hội khi cho rằng Ngọc Trinh có liên quan đến các cuộc chiến cùng đỉnh, rằng Bộ Công an muốn sử dụng vụ án người mẫu Ngọc Trinh để khống chế một số ủy viên Trung ương Đảng có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Trên mạng xã hội đã chia sẻ một sa thút với tiêu đề "Miếng thịt bằng bàn tay" của một nhà báo không muốn tiết lộ danh tính cho rằng chuyện em Ngọc Trinh, em ấy chỉ có miếng thịt bằng bàn tay là hầu hết thiên hạ chưa được ngắm, còn chỗ nào em ấy đã khoe ra hết rồi. Cái rắc rối, cái thiên hạ hay tò mò, bàn không chán, thường là cái chưa được khám phá. Như vậy, nguyên nhân đích thực cũng từ miếng thịt bằng bàn tay của em mà ra. Theo đó, Ngọc Trinh uốn éo, biểu diễn trên xe phân khối lớn đã ăn thua gì so với các em như Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Vậy mà em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp có làm sao đâu. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm cũng là một người đầy tai tiếng. Tội của Ngọc Trinh nếu so với Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh thì chả là con muỗi mà thôi. Vậy tại sao dẫn giải Ngọc Trinh đến tòa mà dùng đến cỡ đại đội công an để áp tải đông đến như vậy? Tác giả trên sa thút đặt vấn đề, nhất định là Ngọc Trinh có điều gì bí mật, bắt em vì tội biểu diễn phản cảm chỉ là cái cớ mà nguyên nhân Ngọc Trinh bị đẩy đọa như thế. Đó là những câu chuyện xung quanh miếng thịt bằng bàn tay của em mà thôi. Tác giả cho biết mỗi khi trong cung đình có chuyện đấu đá hay sắp đến kỳ tuyển chọn nhân sự, báo chí lại đưa tin bắt đường dây mại dâm nghìn đô. Trong đó có nhiều hoa hậu, người mẫu, diễn viên. Thử hỏi khách làng chơi nào dám bỏ tiền khủng đến ra vậy? Chỉ có đại gia, quan chức tiêu tiền chùa, các bậc lãnh đạo cao quý được các đàn em ép hoặc đệ tử chiêu đãi thì mới có điều kiện thụt thò như thế. Trước đây vụ việc Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang được cho là đã từng sử dụng dịch vụ chân dài lên đến 20.000 đô la mỗi đêm. Toàn cảnh hội nghị Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo một nguồn thạo tin, Bộ Công an biết rõ không ít số điện thoại của các quan chức cao cấp được các em người mẫu chân dài lưu trong máy. Điều Bộ Công an muốn biết đó là họ lưu số điện thoại của các quan chức để làm gì. Mà Ngọc Trinh là một trong những nhân vật được Bộ Công an quan tâm, chứ không phải là câu chuyện hài như số đông lầm tưởng. Đó là lý do vì sao khi Ngọc Trinh ra tòa, Bộ Công an phải bố trí một lực lượng dày đặc để mà bảo vệ. Bởi những kẻ nằm trong danh sách nhân sự chủ chốt có thể diệt khẩu Ngọc Trinh chứ không phải chuyện đùa. Việc bắt rồi lại thả Ngọc Trinh với bản án 1 năm tù treo sẽ khiến cho không ít đồng chí lãnh đạo lo ngày ngáy khi nghĩ rằng Bộ Công an tha cho Ngọc Trinh vì em đã thành khẩn khai nhận tất tần tật những điều mà ông Tô Lâm muốn biết. Theo tác giả, đó là lý do nhiều anh, nhiều chú trong Trung ương đã lỡ khám phá miếng thịt bằng bàn tay của em thì sẽ tự xin rút khỏi danh sách nhân sự chủ chốt. Không đánh mà tự rút
mưu hèn kế bẩn chính là như vậy. Và Thời báo.d cũng chưa có điều kiện để kiểm chứng các thông tin vừa nêu trên. Quý vị hãy cùng theo dõi tiếp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tô Đại khống chế nhân sự chủ chốt qua vụ án Ngọc Trinh như thế nào. Nghịch lý ở Việt Nam, xã hội càng bất an thì nhà chùa càng giàu. Trong nhiều năm qua, công luận hết sức bức xúc về những hoạt động mê tín dị đoan của chùa Ba Vàng và sư Thích Trúc Thái Minh. Những hoạt động này có biểu hiện về sự tuyên truyền mê tín dị đoan một cách có hệ thống, biến nhà chùa thành nơi cầu tài, cầu lộc, cầu an với mục đích kiếm tiền về cho chùa. Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có kết luận Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng đã vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo và có biểu hiện mê tín dị đoan. Hạ Long, Quảng Ninh vẫn chen nhau mua tử vi, đăng ký cầu an giải hạn. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 11 tháng 2 đưa tin tại Hạ Long, Quảng Ninh vẫn chen nhau mua tử vi, đăng ký cầu an giải hạn. Bản tin cho biết hàng nghìn người vẫn đổ xô đến chùa Long Tiên ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để chiêm bái và mua tờ tử vi được bày bán công khai. Sau đó họ sẽ đăng ký cúng cầu an để giải hạn với giá 200.000 đồng mỗi hộ. Theo báo Thanh Niên, đây là một số điều không đẹp, phản cảm xảy ra tại chùa Long Tiên. Một tờ tử vi được photocopy trên giấy A4 với giá chỉ có 3.000 đồng. Dư luận đánh giá đó là một cách kinh doanh tâm linh mang về một nguồn thu không hề nhỏ. Chỉ cần lấy 200.000 đồng trên mỗi người nhân số lượng hàng ngàn người mỗi ngày thì biết con số là bao nhiêu và số tiền này đã đi đâu, chui vào túi ai. Đáng chú ý, trước đó vào ngày 31 tháng 1, truyền thông nhà nước đưa tin Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ dịp Tết. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch các tỉnh, thành phố không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vòng, phản văn hóa và trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Điều đó cho thấy mệnh lệnh của người đứng đầu cơ quan hành pháp bị cấp dưới coi thường. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã yêu cầu các chùa khi tổ chức các nghi lễ cầu an phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, đặc biệt phải tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh. Câu chuyện về chùa Ba Vàng, sư Thích Trúc Thái Minh là một dẫn chứng rõ ràng nhất về hoạt động mê tín dị đoan. Công luận cho rằng chùa Ba Vàng không xấu, nhưng sư Thích Trúc Thái Minh, người đứng đầu chùa, là kẻ xấu, bởi ông cố ý biến nhà chùa thành một cơ sở kinh doanh tôn giáo nhằm thu lợi nhuận khủng. Một buổi lễ tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến hoạt động thỉnh vong cúng gia trái chủ. Trước đây, vào ngày năm 2019, nhờ trò bịp này mà chùa Ba Vàng và sư Thích Trúc Thái Minh đã thu được hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Sau đó, sư Thích Trúc Thái Minh đã bị kỷ luật, đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phải sám hối. Cuối năm 2023, chùa Ba Vàng lại tổ chức rước, trưng bày và chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật và thu hút được hàng vạn Phật tử. Dư luận đánh giá rằng trong vụ này, chùa Ba Vàng chỉ trong một ngày cũng thu về hàng chục tỷ đồng. Dư luận xã hội tại Việt Nam có những luồng ý kiến cho rằng có chủ trương sử dụng hệ thống các chùa quốc doanh để tuyên truyền về mê tín dị đoan, cố ý để người dân hiểu sai về Phật giáo. Đó còn là một chủ trương xuyên suốt mang tính chiến lược của Đảng về các vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng. Nông thôn Việt Nam giờ đây không còn bình yên. Tương tự, truyền thông nhà nước không ít lần đưa tin về tình trạng từ nhiều năm qua các buổi lễ dâng sao giải hạn tại các chùa luôn trong tình trạng quá tải sức chứa. Theo đó, có đêm hàng ngàn người ngồi kín quãng đường dài trước cửa chùa để thực hiện nghi lễ này. Đáng chú ý, chùa Phúc Khánh do nhà sư Thích Thanh Quyết trụ trì và sư Quyết hiện là đại biểu Quốc hội khóa 15, đại diện cho tỉnh Quảng Ninh. Các chuyên gia xã hội học nhận thấy, theo quy luật xã hội càng bất an thì mê tín sẽ nhiều hơn. Ở Việt Nam hiện nay, việc người dân đi chùa nhiều để mà cầu khấn, cúng bái không hẳn chỉ do tín ngưỡng, mà nhiều người chỉ muốn cầu một sự an lành cho bản thân. Một khi xã hội không an toàn, bởi nhiều lý do khác nhau, cuộc sống khó khăn, bấp bênh, buộc người dân phải cầu, cúng, dâng sao để bấu víu vào một điều gì đó, để có niềm tin vào cuộc sống và tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Nghịch lý Việt Nam, xã hội càng bất an
nhà chùa càng giàu to. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.